Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ do Emily và Cộng Sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và đầy hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của YouTube. Và nếu như quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tòa tối cao vào cuộc điều tra Joe Biden và tướng Mỹ khi nhận tin mật báo từ cựu trưởng tham mưu Bộ Quốc phòng Mỹ. Chuyện thật như đùa, Hàn Quốc cho chính phủ Joe Biden vay 500.000 quả đạn pháo để linh hoạt hỗ trợ Ukraine. Sau hơn một tuần truy lùng, Mỹ đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Ngũ Giác Đài. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, vào ngày 10 tháng 4, Joe Biden và Tòa Bạch Ốc đã đổ thừa cho việc rút quân thất bại của ông ta lên đầu Tổng thống Trump, đồng thời chối bay chối biến và không nhận tội. Thấy những bất bình đó thì Kash Patel, cựu tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng của chính phủ Tổng thống Trump, bất ngờ xuất hiện gọi tuyên bố của Biden và Tòa Bạch Ốc là tuyên bố láo và vu khống. Các báo cáo của quan chức dưới thời ông Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan là một lời dối trá hoàn toàn. Ông Patel cho biết, trong quá trình chuyển giao từ tháng 11 năm 2020 sang tháng 1 năm 2021, ông và Bộ trưởng Quốc phòng đương thời Mark Esper và rất nhiều người khác đã liên lạc với các quan chức chính phủ kế nhiệm để thảo luận về kế hoạch thỏa thuận Doha trực tiếp qua thư điện tử một cách liên tục. Ông nói, một nửa thời gian họ thậm chí không nhận được các cuộc gọi của chúng tôi, trong khi chúng tôi đã cố gắng bàn giao cách sớm nhất cho họ, nhưng họ chậm trễ và thậm chí không trả lời. Còn báo cáo mới nhất mà Tòa Bạch Ốc vừa công bố này là sự thanh minh để che đậy cho những thất bại thảm khốc khiến cho 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ông Patel cho biết các quan chức của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đầy đủ các bản khuyến nghị, các cách thức và thỏa thuận để rút lui một cách an toàn, đồng thời giữ toàn vẹn lãnh thổ Afghanistan. Từ việc khuyến nghị đóng cửa phi trường Bagram và không để các tù nhân ra khỏi các phòng giam tại Bagram, chúng tôi đã nói với họ rằng đừng để cho các lực lượng đặc nhiệm của chúng ta ra khỏi đất nước, và chúng tôi nói họ giữ vị trí tình báo của mình cho đến khi tất cả người Mỹ được rút đi và một quá trình chuyển giao an toàn đã được tiến hành. Tuy nhiên, họ khinh miệt và phớt lờ mọi chiến thuật và thông tin tình báo mà chúng tôi đã cung cấp cho họ. Ông Patel kêu gọi một cuộc điều tra về lời nói dối về quá khứ này, mà ông nói nên bị Bộ Tư pháp truy tố vì tội nói dối với thế giới và bôi nhọ tên tuổi của 13 cá nhân đã thiệt mạng vì chính phủ ông Biden quyết định rút lui một cách đột ngột thay vì tuân theo kế hoạch của thỏa thuận Doha. Bài bình luận ngắn gọn trên phương tiện truyền thông của ông Kirby là một lời nói dối khác. Ông Patel cho hay, đồng thời gọi ông Kirby là phát ngôn viên dối trá của Tổng tư lệnh về vấn đề này và tuyên bố rằng tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã phản đối việc rút quân và tham gia vào các hoạt động chính trị để duy trì công việc của mình hơn là thực hiện công việc của mình. Mục đích duy nhất của đánh giá này là đổ lỗi một cách giả dối cho chính phủ ông Trump, những người đã sử dụng thành công mệnh lệnh của Tổng thống Trump trên các kênh ngoại giao và chiến dịch để rút quân thành công. Thưa quý vị, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra khi chúng tôi rút quân khỏi Afghanistan. Không một quân nhân Mỹ nào thiệt mạng trong quá trình rút quân của chúng tôi bởi vì chúng tôi hành động dựa trên thông tin tình báo. Ông Patel cho biết rằng cuộc đánh giá này cũng giúp cho Ngũ Giác Đài và Bộ Quốc phòng có thể che đậy hành vi gian lận của chính họ, vốn cũng cần được điều tra. Tài liệu này đã quá rõ ràng, chúng tôi đã cho họ nhiều quyền truy cập hơn đối với nhiều quan chức hơn, nhiều tài liệu hơn bao giờ hết. Ông nói, có lẽ nếu họ chú ý đến những tài liệu chuyển giao này thì chúng ta đã không mất đi những sinh mạng và lời nói dối này sẽ không phải nói ra vào ngày hôm nay. Chuyện thật như đùa, Hàn Quốc cho chính phủ Joe Biden vay 500.000 quả đạn pháo để linh hoạt hỗ trợ Ukraine. Thưa quý vị, thông tin trên được đưa ra ngay sau khi các tài liệu quân sự tuyệt mật được cho là của Mỹ bị rò rỉ, nêu bật những khó khăn của Hàn Quốc trong việc đối phó với áp lực từ các đồng minh phương Tây nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho phía Ukraine. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 12 tháng 4, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận cho Mỹ vay 500.000 quả đạn pháo 155mm để có thể giúp cho Washington linh hoạt hơn trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Reuters dẫn các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói với tờ Dong-A Ilbo cho biết, Seoul quyết định cho vay đạn dược thay vì bán để giảm thiểu khả năng đạn pháo của Hàn Quốc được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi mà các tài liệu quân sự tuyệt mật được cho là của Mỹ bị rò rỉ, nêu bật những khó khăn của Hàn Quốc trong việc đối phó với áp lực từ các đồng minh phương Tây nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho phía Ukraine. Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho biết họ không thể cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, viện dưỡng tình hình an ninh của chính họ trong bối cảnh các thách thức tên lửa và hạt nhân ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên. Tờ Dong-A Ilbo lưu ý rằng số đạn pháo này sẽ được Mỹ sử dụng chủ yếu để lấp đầy kho dự trữ của mình. Năm ngoái, Mỹ đã mua 100.000 quả đạn như vậy và sau đó tiếp tục yêu cầu mua số lượng tương đương hoặc là nhiều hơn vào tháng 5 năm nay. Nhưng chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách khác để cung cấp đạn dược. Chúng tôi đã đồng ý tăng đáng kể số lượng đạn pháo nhưng sử dụng phương pháp cho vay. Sau khi tìm cách để đáp ứng yêu cầu từ phía đồng minh chủ chốt một cách thiện chí, trong khi vẫn tuân thủ theo nguyên tắc của chính phủ là không cung cấp vũ khí sát thương cho phía Ukraine, một nguồn tin trong chính phủ của Hàn Quốc cho biết. Thưa quý vị, cả Seoul và Washington đều xác nhận họ đang đàm phán về một thỏa thuận cung cấp đạn pháo, thế nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc liệu một thỏa thuận có được hoàn tất hay là không. Theo tờ Dong-A Ilbo, một thỏa thuận đã đạt được vào tháng trước. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin nói với các phóng viên rằng ông không thể xác nhận thông tin trên báo chí, nhưng nhấn mạnh lập trường của chính phủ phản đối việc cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine vẫn không thay đổi. Về phần mình thì Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người sẽ đến Mỹ trong tháng này để dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết rằng Seoul đã không cung cấp bất kỳ vũ khí sát thương nào cho phía Ukraine, nhưng thay vào đó sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo. Sự hỗ trợ của Hàn Quốc cho phía Ukraine cũng đã được nêu ra trong các tài liệu mật bị rò rỉ gần đây. Tài liệu chỉ ra rằng các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc lo lắng về kế hoạch bán đạn pháo cho Washington, nói rằng chúng có thể được chuyển hướng sang Ukraine bất chấp những quan điểm của Seoul rằng quân đội Mỹ phải là người sử dụng cuối cùng. Sau hơn một tuần truy lùng, Mỹ đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Ngũ Giác Đài. Kính thưa quý vị, Cục Điều tra Liên bang FBI đã bắt giữ nghi phạm Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia không quân Mỹ liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Ngũ Giác Đài. Nghi phạm Jack Douglas Teixeira bị các đặc vụ FBI bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn North Dighton, bang Massachusetts. Đoạn video được phát trên các kênh tin tức cho thấy các sĩ quan có vũ trang đang áp giải một thanh niên mặc áo phông xám, quần sóc đỏ và một chiếc ô tô. Cơ quan này khẳng định rằng kể từ cuối tuần trước, FBI đã tích cực truy tìm các đầu mối điều tra và vụ bắt giữ hôm nay minh chứng cho những cam kết liên tục của chúng tôi trong việc xác định, truy đuổi và quy trách nhiệm cho những kẻ phản bội lòng tin của đất nước, khiến cho an ninh quốc gia rơi vào tình thế nguy hiểm. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland vào ngày 13 tháng 4 đã xác nhận vụ bắt giữ nêu trên, nói rằng Teixeira đang bị giam giữ liên quan đến cuộc điều tra về các buộc di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật quốc phòng. Teixeira tham gia đơn vị tình báo số 102 của lực lượng vệ binh quốc gia không quân Massachusetts. Đối tượng này được cho là người đứng đầu một nhóm trò chuyện trực tuyến, nơi đầu tiên tải lên hàng trăm bức ảnh về các tài liệu mật từ cuối năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Nhóm tự gọi mình là Thug Shaker Central, gồm 20 đến 30 thanh thiếu niên, chia sẻ với nhau về niềm đam mê súng ống, quân trang và trò chơi điện tử. Ngôn ngữ phân biệt chủng tộc là một đặc điểm chung của nhóm. Trước đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington dự định điều tra và lật tung mọi ngóc ngách vụ tiết lộ trái phép tài liệu mật và nhạy cảm của chính phủ. Phát biểu với báo giới vào ngày 11 tháng 4, Bộ trưởng Austin nói rằng thời điểm ông được thông báo về vụ rò rỉ là vào ngày 6 tháng 4. Chúng tôi coi đây là vấn đề rất nghiêm trọng, Bộ trưởng Austin đồng thời khẳng định. Ông trao đổi hàng ngày với các lãnh đạo cấp cao của Bộ về phản ứng của chính phủ, đã ra lệnh các bộ phận khẩn trương phối hợp. Bộ trưởng Austin cho biết họ đã chuyển vấn đề lên Bộ Tư pháp và Bộ này đã mở một cuộc điều tra hình sự. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anthony Blinken chỉ ra rằng trong những ngày qua, chính phủ Mỹ đã làm việc với các cấp lãnh đạo của đồng minh và đối tác nhằm trấn an về cam kết bảo vệ quan hệ đối tác tình báo và an ninh. Truyền thông Mỹ đưa tin một số tài liệu lan truyền trên mạng cho thấy Washington đang tiến hành hàng loạt động thái giám sát đối với các nước bạn bè và đồng minh của mình. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.